cứ để nó đi thôi nha. Rồi, mà bỏ vô chứ. Này, cái thời gian không tàn này có thể chỉnh đấy. Là vậy đó. Rồi. Vô đây bỏ mấy cái đây vào đâu đi. Dạ chỗ này ok rồi. Đây lấy cái miếng rồi mình cho mẹ tùm lum hết rồi. Cùng nó hồ nó hở ra thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.